Dạ vâng, em xin gửi lời chào đến tất cả anh em và khách hàng. Em xin gửi lời chào đến tất cả các bạn nhé, và mọi người nhé. Thì hôm nay so với anh em lên một cái video là vừa mới sửa chữa nâng cấp xong hai chiếc máy. Một máy máy Trung Quốc BS 369.000W và một cái dòng máy này là ngày xưa em làm nhé, bây giờ em vẫn làm cái dòng này. Thì bác này bác ở Hà Nội này, bác này thì ở gần nhà em, bây giờ là em mới sửa xong thì em xin test cho các bác xem nhé. Đầu tiên là mình xin test thử chiếc BS 999.000W này trước. Thì khi con máy này khi em nhận về thì là máy khách họ nói là điện vào thì vẫn có, thế nhưng mà điện ra thì lại không có. Thế nên là em đã sửa lại mất một ngày gấp cho bác, bởi vì mấy hôm nay mưa rất to, nhiều mưa nhiều cá chạy khắp đồng khắp đường nên là các bác cũng vội vàng quá. Ở đây là bình ắc quy 12V nhé. Đây các bác nhá, em cái chỗ em sửa cả đầu vô tuyến này, sửa cả bếp từ này. Đấy, sửa hết. Rồi, em xin test thử cho các bác xem nhá. Cho máy chạy nhá. Đấy, đang hoạt động là 3 bóng đèn 200W là 600W nhé. Sáng rực nhà luôn. Này, chiếu đây. Mạnh này. Bấm sung này. Đấy, em thấy là bấm sung rất êm. Máy thì kêu to hơn là lúc mang đến rất nhiều và mạnh hơn rất là nhiều luôn. Đấy, thế này anh em đánh thu phi thì ok. Rồi tiếp theo mình sẽ sửa sang con máy của anh Phùng Văn Sang ở huyện Đan Phượng, Hà Nội nhé. Đấy, máy bác này bác ấy mua của em cách đây chắc được vài năm rồi. Thế nhưng bây giờ máy nó bị hỏng thì bác gửi về cho em sửa, em vẫn nhận bình thường. Rồi. Con máy cái dòng máy của bên em làm ấy thì nó kêu nó sẽ có âm thanh to hơn so với máy Trung Quốc và nó sẽ kiểu như âm thanh của nó lại trong hơn, nó không kêu rè. Đấy, chạy 3 bóng nhá. Bấm sung các kiểu đều có. Yếu đây. Mạnh lên. Rồi, thì bác nào có máy móc bị hỏng hoặc là muốn sửa chữa nâng cấp thì các bác cứ
gửi về cho bên em. Bên em thì nhận tất cả các dòng máy trên thị trường hiện nay,